Vâng, em xin chào các bác. Đấy. Tiếp tục đến với một bộ dàn nữa của Onkyo các bác nha. Bộ dàn này thì là nó khác bộ 7 GX em vừa quay, là nó sẽ có thêm chức năng kết nối cổng quang để nghe nhạc từ TV Smart ra. Đấy, và bộ này thì em vẫn xin nói rõ luôn từ đầu là em bán là chủ yếu bao trải công suất để về cắm máy tính, cắm điện thoại nghe nhạc. Đấy. Và con này có cổng quang thì các bác có thể cắm TV Smart nghe nhạc qua YouTube trên TV Smart, được không ạ? Đấy, bộ Onkyo FLV77, hàng full bộ của nó nha. Đây các bạn nhìn này, FLV77 này, loa cũng là V77 này, đấy nha. V77 và FLV77 luôn, thì là có nghĩa là nó cùng một bộ của nó, được chưa? Đấy nha. Hàng về thì nói chung là còn đẹp. Tất nhiên thì đây là nó là hàng bãi thì có thể là vẫn có một vài vết nọ vết kia một xíu xíu nha, không tránh được này. Đấy, thí dụ như bên này nó hơi bị ấy một tí này, nhưng mà không đáng kể lắm. Chỗ này thì nó hơi bị một tí cái vết cấn nhá. Đấy. Đấy, ok, còn lại thì ok nhá. Loa màng giấy gân cao su. Đấy. Chép dom nên là nó cho cái tiếng rất tốt, và đặc biệt là cái dòng V7 này thì nó bản thân nó ở bên trong có phân tần nhá. Không biết là nhìn qua cái này có nhìn được không? Đấy, nhưng các bạn nhìn thấy không? Đấy, có phân tần ở trong này này. Đấy, các bạn có phân tần có nhìn thấy không? Đấy, một đồng rất là to ở bên trong. Và nó phân tần cho các bác là ở đây là giải trung âm rất là tốt, và cái giải chép cũng rất là sáng. Đấy, để chuyên nghe nhạc vàng. Đấy, bác nào mà nghe các cái dòng nhạc vàng hoặc là một số các cái dòng nhạc rumba liên khúc ấy, thì là nghe con này rất là hay. Đấy. Con này sẽ không phải thế mạnh về remix nhá. Bác nào nghe remix mà cần nhiều bát có thể phật là phải là dừng lên ấy, thì là không dùng được con này nhá. Con này là thiên hướng của nó là bát nó mềm và trung âm nó sáng và chép nó sáng để nghe nhạc vàng, nghe ca từ, nghe các cái tiếng leng keng của nhạc cụ, chứ nó không phải là nghe cái tiếng đùng của các cái bát điện tử như là remix nhá. Đấy. Đấy, nó sẽ là nghe các cái nhạc cụ nghe nó nghe các cái nhạc cụ và nghe các cái lời ca sĩ nhá, hay là cũng chính xác hơn là nghe nhạc không lời và nghe các cái nhạc vàng rất là hay nhá. Còn remix thì em cứ xin nói luôn là nó không phải là thế mạnh của nó. Đây, nếu bác nào không tin em có thể mở cho các bác nghe một đoạn remix nhá. Các bác thấy không ạ? Bát của anh nó bị mềm nên là nó không được sướng lắm, không được đã nhá. Đấy. Nhưng mà để mà nghe nhạc mà vàng thì nó lại rất là hay này. Đây. Có thấy không ạ? Chép nó rất là bay đúng không? Tiếng ca sĩ rất là rõ nét và cái tiếng bass của anh rất là mềm sâu. Đấy. Thì đây là những cái tiêu chí mà cần thiết cho một cái bộ dàn để nghe nhạc vàng, đấy thấy không ạ? Có chiếc cầu tre đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế dòng dều. Rồi anh sẽ dừng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em. Với miếng cầu, với miếng trầu, ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn, bạn anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống, để có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay mở dòng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm dầu. Đấy nha, thì đấy là một đoạn chất âm của cái bộ dàn. Đấy, khi mà nghe nhạc vàng qua thì nghe rất là hay đúng không ạ? Đấy, còn về kết nối nha, bây giờ em sẽ chỉ cho các bác kết nối này. Đấy, con này thì là kết nối như sau. Đây,
ở đằng sau đây nó sẽ có đường quang in và đường nai in và đường tép in và đường CR in. Đấy. Thì đường quang in là đường digital in này là để dùng cho kết nối đường quang. Còn đường nai in, tép in và đường CR in ở đây thì là để dùng kết nối cho máy tính điện thoại qua đường dây AV. Đấy, như em đang kết nối ở đây. Và mình cắm đường nào mình sẽ chuyển đường đấy. Ví dụ nghe đường nai nữa chuyển đường nai, nghe đường tép chuyển đường tép và nghe đường CR chuyển đường CR nhá. Để cắm đường nào chuyển đường đó. Để đường quang có một đường duy nhất thôi. Thì nó không phức tạp gì cả, cắm đường quang ở đây là chuyển sang đường digital là nghe nhạc. Đó, thế thôi. Đấy, nó rất là đơn giản. Vâng. Đấy. Ok chưa? Đấy. Con này thì em xin nói luôn là em là nó là thường nói rồi nhưng là em không test cái chức năng đĩa nha. Đây. Cái đĩa đây. Này. Này, hình như là cái đĩa này dây con loa nó hơi trùng đấy các bác ạ. Đấy. Đấy. Như con nó trùng nên là nó không kéo được cái cửa đĩa ra vào nó trơn tru cho lắm. Đấy. Nha. Đấy. Mình lấy về đĩa nhá. Để em test qua một tí cho nó ấy không lại bảo là giấu nọ giấu kia. Đây nha. Còn để chuyển các đường vào này các bác ấn Enter input và chuyển nó sang đúng đường vào là được. Đấy. Ấn này, ấn này. Ấn này. Đấy, nếu nghe nhạc từ đường này thì ấn chuyển đường này nhá. Ví dụ như mình không cắm đường nai mà mình cắm một cái đường khác, ví dụ như đường CR in ở phía cuối cùng. Ở dưới cùng này. Đó, nha. Thì con này thì được cái là nó nhiều đường vào. Đấy thì các bác ví dụ như thích thì cắm máy tính một đường, thích thì cắm điện thoại một đường, thích cắm cái iPad một đường đấy, thế là có ba cái đường vào, ba cái cắm xong ba cái đấy này thì là nghe điện thoại thì là chuyển đường nai, nghe cái iPad thì chuyển đường tép chẳng hạn, và nghe cái máy tính chuyển đường CR đấy, thế là độc lập nhau nhá. Thế là mình thích nghe cái gì thì nghe mà mình không phải mất công mình rút dây ra cắm dây vào, đấy cứ cắm cố định các thiết bị ở đấy là dùng luôn nhá. Đấy. Đấy thì bây giờ đường nai không có tiếng rồi đúng không ạ? Bây giờ mà em đang để đường CR cơ thì em phải chuyển đường vào sang đường CR để mới có tiếng này. Chuông chùa làng xa chiều lại được chưa? Đấy thì đấy là cách dùng cho đường dây AV. Được chưa? Còn bây giờ là ví dụ như mình dùng đường quang này thì bây giờ các anh input giờ và chuyển nó sang tự digital nha, thế là có tiếng ra. Đấy xin mời các bác nghe một lần chưa đồng qua tiếng qua của bộ V77 được qua cái đường quang nhá. À, con này có cái FM108 ở trên đây chỉnh rất dễ ở trên mặt máy luôn, thì em sẽ chỉ qua thêm cái đấy. Các đời khác hầu như nó sẽ không có chỉnh trên mặt máy mà phải dùng khiển. Con này đời này mới có FM, bác nào mà thích kiểu nghe FM thì có khi dùng con này ok luôn. Chìm vào cơn sóng một đêm chợt lòng nghe dâng bao nỗi sầu. Đấy là bộ Enker V7 nhá. Đấy, chức năng đường quang một chức năng điện thoại em đã test cả rồi thì đều chạy ok. Đấy thì bộ này giá của nó là 2.050.000. Đấy, 2.050.000 bộ này thôi. Thôi để bộ này là xem nào. 1.000.000 để một bộ này đi, để một bộ này giá là 1 triệu
950.000 anh em ra đầu năm nhé, 1.950.000 anh em ra đầu năm. Thì bác nào đang có nhu cầu mua liên hệ cho bên em ngay nhé, còn bình thường thì không có giá này nhé, 1.950.000 đồng. Đấy. Bớt thêm cho các bác 100.000 nữa là 1.950.000 nhé, bằng bộ Onkyo 7X vừa rồi nhé, 1.950.000 đồng. Đấy. Giá chưa bao gồm vận chuyển, chưa bao gồm ấy nhá, chưa bao gồm phụ kiện đi kèm nhá. Có dây loa thì đầy đủ rồi nhá, nhưng mà thôi cái này thì cứ tặng kèm các bác cái dây điện thoại đi nhá, về các bác cắm điện thoại nghe nhạc. Còn bác nào cần dây quang thì alo em sẽ đi mua thêm cho nhá, cái dây quang các bác gửi tiền giúp em đấy nhá. Tặng dây điện thoại cho các bác về cắm điện thoại nghe máy tính nghe nhạc đấy, 1.950.000 đồng. Ok, bác nào mua liên hệ sớm số điện thoại 0979 891682 hoặc là 0966 594581 giúp em nhá. Vâng, xin chào các bác ạ.